tổng hợp những pha quăng chài chỉ biểu diễn một lần duy nhất. 500 anh em đứng hóng anh trai tung lưới, bấm máy chưa, coi anh thể hiện nè. Anh bay luôn theo lưới, cô gái và anh bạn nhào ra chụp mà không có kịp, làm cả đám trên bờ cười muốn nghiêng ngửa. Mới quăng lưới đã nôn lặn xuống kiểm tra rồi, hấp tấp quá nhà anh trai ơi. Tiếp theo là màn ném chài của anh ngư dân, xoay người nè, rồi quăng lưới nè. Lưới cũng đẹp á, nhưng mà anh té còn đẹp hơn. Có khi nào rớt xuống rồi tự mắc vô lưới luôn không trời? Sau đây mời các anh chị đến tham quan cảnh bác nông dân thả lưới trên ao nhà. Máy quay sẵn sàng, diễn. Cố sức thể hiện trước máy quay, ông chú mất đà, tạ cái mông xuống đất, chỏng giò, lăn tẩm xuống ao. Mấy cái ông trên bờ đứng trận cười không nhặt được mồm, thấy thương bác quá, nhưng mà không có nhịn được cười. Quả nhiên là cao niên trong làng, cách chài cũng lạ hơn người ta nữa. Còn ai có cách chài cá nào xịn sò hơn các nhân vật nhà tình Bà Phúc Hải không ạ? Comment chia sẻ cùng tụi mình nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tình Bà Phúc Hải để theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha.